Xin chào tất cả mọi người, mình là Phước Sửu. Mình là Anh Ngọc. Hôm nay tụi mình có mặt tại một cái resort 5 sao hấp dẫn tại Nha Trang. Mang tên gì vậy Anh Ngọc? Holiday Inn. Dạ, là một cái tổ hợp giải trí của một cái tập đoàn khá lớn và gọi là mang vốn đầu tư nước ngoài không Anh Ngọc? Dạ đúng rồi. Tại đây thì có khá nhiều tổ hợp giải trí. Thì bây giờ Phước Sửu và Anh Ngọc hãy cùng chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp này nhé. Rồi, mời cùng đi nè. Anh Ngọc ơi, cho mình hỏi một tí xíu nha. Thì anh Ngọc đã từng đến đây bao giờ chưa? Dạ, em có từng đến đây nghiệp dịch. Đi ở đây để trải nghiệm về cái dịch vụ ở đây thì em khá là hài lòng và thấy rất là hấp dẫn về cái khung cảnh ở đây và cái thiết kế ở đây. Wow, một cái tổ hợp giải trí này ở đây là bao gồm là casino này, hồ bơi nè, ba nè, rồi tổ hợp là nghỉ dưỡng giải trí và tất cả những loại công cụ là có luôn tổ hợp là du lịch về phòng khách Ngọc. Dạ đúng rồi. Riêng khu vực Hồ Tràm ở đây á thì em thấy ở cái vị trí này thì khá là đẹp, rất là đẹp luôn và nó có tổng hợp tất cả các cái tiện ích mà chúng ta có thể nghỉ dưỡng và ở đây. Wow. Vị trí này thì nằm trên cung đường ven biển của Hồ Tràm Bình Châu phải không? Dạ đúng rồi. Thì đây là cái cung đường của Hồ Tràm Bình Châu. Sau này sẽ được mở rộng từ thành 42 km để giúp cho khách du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những nơi khác họ đến có thể quá wow, quá đẹp. Ở đây là một hồ bơi khá lớn và nhìn phía xa hơn đó là khách sạn Holiday Inn, là một trong những khách sạn 5 sao bậc nhất của Hồ Tràm. Tới đây thì những cái du khách nước ngoài và trong và ngoài nước check-in nghỉ dưỡng ở đây và có thể là trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp 5 sao. Rồi, Phước Sửu và Anh Ngọc đi dạo ra cái bãi biển này để ngắm lại cái tiện ích và đặc biệt về tại khu này nhé. Dạ, thì ở đây thì và thư giãn dành cho những người lớn tuổi nè. Rồi trẻ em thì có những cái khu vui chơi riêng biệt mà các bé gọi là có rất là nhiều cái nơi mà để có thể trải nghiệm vui chơi, vừa tắm biển, vừa tắm khu vui chơi và đi cái tham quan khung cảnh này. À, quá tuyệt vời Phong Ánh Ngọc. Thì ở đây nè, mình có thể là trải nghiệm tắm biển nè, mua sắm nè, rồi mình có thể là tận hiện hưởng những cái sản gọi như là những hương vị đặc trưng của biển, về gọi là hải sản nè, những món ăn cực kỳ ngon và những cái resort 5 sao ở đây họ không quên kết hợp vừa không gian biển, bãi cát và những cái cây tầm thấp và tầm cao, tạo nên một cái không gian khá tuyệt vời, một cái khu resort và phải là gọi là bậc nhất tại Hồ Tràm này phải không? Dạ đúng rồi. Đặc biệt thì riêng cái khi mà chúng ta nghỉ dưỡng ở đây vào cuối tuần thì buổi tối em thấy là có cái buổi nhạc sống, các ca sĩ về hát nè, rồi cà phê mình ngồi cái không gian đó thực sự nó rất là cảm giác là nó rất là chill luôn, rất là chill phong. Rồi chắc là Ánh Ngọc và không bao giờ tới đây không quên việc cái là mình tới nè uống cà phê ở một cái sân golf rất là đẹp và ở đó là có thể là mình có thể là chơi golf, chơi với những cái gọi là cơ thủ hàng đầu của thế giới có mặt tại đây phải không? Dạ đúng rồi. Ở đây em thấy khá nhiều, tức là rất là nhiều người nổi tiếng hay check in ở đây nếu mà đi khu vực Hồ Tràm Bình Châu. Vâng, thì đây là một trong những bãi biển gọi là nằm trong cái tổ hợp giải trí Grand Hồ Tràm mà bên tập đoàn này đã gọi là đang và triển khai phải không? Thì ở đây cũng khá có nhiều cái đặc biệt và đặc biệt là họ luôn chú trọng về 5 sao, những cái tiện ích khá đặc biệt và gọi như hồ bơi cho trẻ em này, hồ bơi cho người lớn và những cái nơi thư giãn spa để chăm sóc và sức khỏe toàn diện khi mà tới nghỉ dưỡng tại nơi đây Phong Anh Ngọc. Đặc biệt ở đây thì mình sẽ có hai cái ưu điểm, đó là cái không gian thật sự rất là mát mẻ bởi vì đối diện cái dự án ở đây là rừng Phước Vũ nên là phía một bên là biển và một bên là rừng,
nó sẽ giúp cho chúng ta vừa cái không khí thư giãn, vừa không khí mát mẻ và không khí trong lành, không có bất kỳ nơi nào có được những cái tiện ích tự nhiên như thế này ha. Thì nói đến đây thì sẽ có tổ hợp rất là nhiều giải trí, nhưng mà chưa nói đến những bất động sản, những giá trị bất động sản ở đây, và có những cái bất động sản này đang chào bán, thì anh Ngọc có thể chia sẻ cho mọi người rõ hơn một tí xíu được không? Ở đây thì đang bất động sản, có những cái bất động sản đã và đang bán rồi, như là Isura 1 á, thì hiện tại là bán gọi là hết rồi. Nên là bây giờ là chúng ta đang có một cái dự án mà Isura giai đoạn 2, thiết kế rất là đẹp, và có thể là tất cả các căn hộ ở đây đều là có view biển và có view rừng, thì có nhiều cái lựa chọn cho khách ở đây. Ví dụ như chúng ta thích cái không gian trầm ấm vào tối và cái tích cực không khí của rừng Phước Vũ, thì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn view rồi, nhưng mà vẫn có biển nha. Cái đặc biệt cái view trực diện biển luôn, đúng không? Đặc biệt ở Isura 2 á, thì nó sẽ có hai hướng view, tất cả các cái căn hộ đều view biển. Và có bên một bên á thì vừa view biển vào view rừng, còn một bên á thì view trực diện biển luôn. Đẹp. Là nó sẽ rất là phù hợp cho là các anh chị thích view nào thì có hết rồi. Để có nhiều thông tin hơn nữa về Isura Cô Tràng thì quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu hoặc là Ánh Ngọc theo số hotline bên dưới để chúng mình tư vấn rõ hơn về chính sách, tiến độ mà xây dựng và những cái hình thức thanh toán cập nhật mới nhất cho về giãn. Và đặc biệt là không quên là đợt này sẽ có tung ra nhiều sản phẩm cực kỳ hot và giá rất là tốt cho quý anh chị. Và đừng quên, để chúng ta để muốn trải nghiệm cái khu này hoặc là đi tham quan thì hãy liên hệ với Ánh Ngọc và Phước Sửu nhé. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.